Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của Tân Phát và Hồng Định. Thì hiện tại Tân Phát và Hồng Định đang có mặt tại dự án Yeso Resort Định Quy Nhơn. Thì hiện tại Tân Phát và Hồng Định có mặt tại đây để review gửi đến quý anh chị 82 căn shop house nhà liền kề tại dự án này. Như các quý anh chị thấy, phía sau Hồng Định đó chính là 82 căn shop house nhà liền kề của Yeso Resort Định Quy Nhơn. Và khoảng 2 tháng xây dựng thì shop house Yeso Resort Định Quy Nhơn đã gần như hoàn thiện xong hết phần móng rồi. Bây giờ đã vào đất và đang đi dây đi ống ở bên dưới ạ. Và thông tin của 82 căn nhà liền kề đó chính là sẽ xây 3 tầng 1 tum. Và diện tích của các căn nhà liền kề dao động từ 75 đến 89 m2 trên một căn. Thì như các anh chị đi thấy thì hiện tại Tân Phát đang đứng ngay cái mặt tiền đường 24m. Thì mặt tiền đường 24m này là song song với dãy shop house đơn cũng như là cái dãy shop house đôi luôn đó quý anh chị nha. Và đây chính là cái trục đường 37m. Thì hiện tại cái trục đường này đang mở đến đây thôi đó quý anh chị nha. Nhưng mà cái trục đường này sẽ mở song song với dãy shop house đôi đó, tương lai sẽ mở song song nhau quý anh chị ạ. Như các quý anh chị thấy, hiện tại các anh chị công nhân đang làm việc rất là miệt mài để xây dựng 82 căn nhà liền kề của Yeso Resort Định Quy Nhơn. Rồi, Tân Phát và Hồng Định vừa gửi đến các anh chị một số thông tin của 82 căn nhà liền kề của Yeso Resort Định Quy Nhơn. Cảm ơn tất cả quý anh chị cũng như tất cả bạn đã quan tâm theo dõi video của Tân Phát và Hồng Định. Các quý anh chị có quan tâm đến 82 căn nhà liền kề cũng như căn hộ Yeso Resort Định Quy Nhơn, hãy liên hệ với Tân Phát và Hồng Định để được tư vấn chi tiết nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.